Hôm mùng 10 tháng 4, một YouTuber tại đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đăng tải nội dung kèm hình ảnh về một ổ rắn biển hơn 15 con trong hang đá ở Hòn Đen, đảo Phú Quý. Người này cảnh báo, đây là loài rắn cực độc nên khi ra Phú Quý du lịch cần cân nhắc hạn chế đi các đảo Hòn Đen. Trả lời về vấn đề này, ông Ngô Tấn Lực, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Phú Quý cho biết, tại Hòn Đen, loài rắn này đã có từ lâu rồi, chứ không phải mới xuất hiện. Người dân địa phương gọi là rắn biển hoặc rắn nước, ông Lực nói. Theo nhiều người trên đảo cho biết, thì loài rắn này ban ngày thường chui vào hang và cuộn khoanh tròn, ban đêm thường ra đi kiếm ăn thức ăn của chúng là cá vì người dân đánh lưới đôi khi vướng loài rắn này vào lưới còn nói về độc tố chưa biết độc tố ở mức độ nào vì từ trước đến nay người dân trên đảo chưa có trường hợp nào bị rắn này cắn bản thân tôi cũng đã vài lần sang hòn đen để bắt ốc vẫn thấy loại rắn này ông lực khẳng định trong khi đó ông bùi thế nhân giám đốc sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh bình thuận cho biết đơn vị đã vào cuộc xác minh những bài viết trên mạng xã hội rắn biển xuất hiện ở các hòn đảo đá lẻ không được tìm thấy ở đảo tranh hay đảo lớn